Thì buổi hôm nay chúng ta sẽ đi học về các khái niệm của nó. Thì buổi trước anh cũng đã giới thiệu qua cho các bạn về cái life cycle rồi và cách để các bạn có thể sử dụng view. Nếu bạn nào đã sử dụng jQuery rồi thì các bạn thấy là cái cách dùng của nó, cách dùng menu, tức là các bạn cài đặt thủ công thì thấy nó không khác gì jQuery cả, đúng không? Đó. Thì hôm nay chúng ta sẽ sang buổi thứ hai về view. Thì ở buổi này chúng ta sẽ đi tìm hiểu những cái khái niệm liên quan nhiều hơn đến data ở trong view, cũng như là những cái liên quan đến phần hiển thị của view. Đó. Thì đầu tiên anh sẽ tạo ra một cái file document ở đây để chúng ta có thể hiểu được. Thì mỗi phần anh sẽ nốt nó ra, document.md. Đó. Ok. Thì hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu một khái niệm nữa, đó là data. Chúng ta sẽ đi chi tiết hơn và cách làm việc, mối quan hệ giữa data và view template các bạn nhé. View template nó là cái gì? Nó chính là những cái mà các bạn nhìn thấy ở trên màn hình nhé. Được chưa? Nó chính là những cái mà các bạn nhìn được ở trên màn hình hiển thị lên cho người dùng xem, thì nó là view template. Ok chưa các bạn? Đó. Có lẽ là anh sẽ tắt cái server này đi, là anh sẽ chạy luôn. Rồi. Đó. Thì data trong view nó dùng như thế nào? Thì đầu tiên anh sẽ nhúng view vào đã. Thì các bạn biết là để sử dụng view thì chúng ta sẽ nhúng như thế này. Và chúng ta sẽ nhúng nó ở đâu? Chúng ta sẽ nhúng nó ở cuối cùng của trang. Và trên này chúng ta sẽ tạo ra một cái element để chúng ta quy định cái scope của view, đúng không? Cái phạm vi của cái biến khi mà chúng ta sử dụng view, thì chúng ta sẽ, và tất cả cái instance của view được tạo ra nó sẽ đều nằm trong cái scope mà chúng ta quy định. Cụ thể đây chúng ta cứ lấy một cái ID quen thuộc nhất, đó chính là gì các bạn? Đó chính là a. Đó, ok chưa? Đó, và trong đây anh sẽ có một cái class là container. Container như thế này. Đó, giả sử như vậy. Chúng ta sẽ có một content đây. Ví dụ như là vjs. Rồi, anh sẽ chạy nó lên. Anh sẽ chạy nó lên như thế này. Đó. Ok chưa? Khả năng là anh sẽ mở với cách mở thông thường này, để mỗi lần chúng ta load trang nữa thì nó sẽ tiện hơn. À rồi. Đây thì chúng ta sẽ chạy nó lên như thế này. Được chưa các bạn? Đó. Thế để sử dụng view thì chúng ta sẽ làm gì ở đây các bạn? Chúng ta sẽ tạo ra một cái script này. Đó. Và ở đây chúng ta sẽ tạo ra một cái instance. Chúng ta sẽ tạo như thế này. Anh record rồi nhé. Hình như là record rồi. Đó, đang record rồi. Chấm create app này. Và trong cái app này của chúng ta nó là gì các bạn? View.create app, và ở trong đây nó là một cái instance. Được chưa? Và cuối cùng chúng ta sẽ mount như thế này. Đó. Mount, và ở đây sẽ là app ID app như thế này. Được chưa các bạn? Anh chạy lên này. Vì chúng ta sẽ sử dụng cái console log rất là nhiều nên là anh sẽ chạy nó lên như thế này. Đó. Ok chưa? Khi chúng ta chạy lên như thế này là ok, không báo gì là ok rồi. Đó. Thì ở trong đây của chúng ta sẽ có một cái khái niệm đó là data. Thì cái data này ở trong đây nó sẽ như thế nào? Thì data này trong đây nó sẽ như thế này. Đó. Các bạn có thể viết như thế này hoặc chúng ta có thể viết đơn giản hơn bằng cách viết như thế này. Viết thành dạng key như thế này. Đó. Tuy nhiên, chúng ta nên viết theo cái mà view nó sắp ghép để tránh bị lỗi, được chưa? Và trong data này thì các bạn hiểu đơn giản như thế này này. Khi các bạn viết chương trình đúng không? Thì biến nó sẽ là những cái mà các bạn khai báo trong toàn bộ cái chương trình của các bạn.
Thì trong view nó cũng tương tự như vậy, data nó sẽ là nơi để chúng ta định nghĩa ra các biến. Đấy, ví dụ như là name này, anh để là title này. Đó, ví dụ như là Suntech, anh sẽ để ví dụ như website này. Website thì cái này nó tương đương với một biến để lưu trữ giá trị là gì, ví dụ như là suntech.edu.vn chẳng hạn như vậy. Ok chưa? Thì mối liên hệ giữa data ở trong cái intern này với Vim, cái phần mà các bạn nhìn thấy ở đây, toàn bộ cái nội dung HTML các bạn thấy ở bên trong cái thẻ div có ID là app này, thì chúng ta sẽ gọi nó là template. Chúng ta sẽ thống nhất cái cách gọi chung như vậy. Ok chưa các bạn? Đó, thì nó là template. Và cái template này nó như thế nào? Cái template này nó có mối liên hệ như thế nào với data? Thì ở buổi trước anh cũng đã demo rồi đấy. Thì cái template này nó sẽ đọc được cái data ở trong đây thông qua từng cái key này, và mỗi cái key này nó sẽ hiểu là một biến. Ví dụ ở đây chúng ta có một cái thẻ P, và để in giá trị của data ra thì chúng ta sẽ in nó như thế này. Đó. Khi chúng ta chạy lên này thì ngay lập tức các bạn sẽ thấy là chúng ta lấy ra được cái content, nội dung, giá trị của cái data đó. Ok chưa? Và một cái nữa đó là gì? Một cái nữa đó là cái data ở bên ngoài template này này, với tức là cái giá trị mà chúng ta lấy chính là cái biến ở bên ngoài template chúng ta đang dùng này này. Khi nó thay đổi thì ở trong này nó cũng sẽ thay đổi các bạn nhé. Đó, hai cái này nó sẽ binding lại với nhau. Ok chưa? Các bạn nhớ như vậy. Đó, thì đấy là cái mối liên hệ giữa data ở trong đây. Thì tiếp theo anh sẽ nói đến một khái niệm nữa. Đó là gì? Đó là các event. Đó là methods. Method in view. Đó. Cái này ở buổi trước cũng có demo rồi, thực ra là có demo rồi để các bạn hiểu rồi. Đây này, thì anh có demo đây này. Đó. Thế nên chỉ là nói lại một chút thôi. Thế để định nghĩa một cái record, một cái method, chính là một function đấy, thì chúng ta sẽ định nghĩa nó ở trong intern. Chúng ta sẽ định nghĩa intern. Định nghĩa cái method này thì chúng ta sẽ định nghĩa trong intern. Được chưa bạn? Chúng ta định nghĩa trong intern, ví dụ đây sẽ là method như thế này. Đó. Và ở trong đây nó sẽ có rất nhiều các method, và các method nó sẽ cách nhau bởi một dấu phẩy. Ví dụ anh để là get name chẳng hạn, get website chẳng hạn. Đó. Được chưa? Và cuối cùng anh sẽ return zip trở đến website như thế này. Các bạn sẽ biết thêm một cái khái niệm nữa, đó là khi chúng ta đứng ở trong method của view, khi chúng ta đứng ở trong method của view để truy cập đến các giá trị ở trong data thì chúng ta dùng từ khóa zip. Đó, ok chưa? Và ở bên ngoài này, ở bên ngoài view, chúng ta muốn lấy ra giá trị của một method, hay nói cách khác là truy cập đến một method ấy, cho website. Đó. Thì chúng ta sẽ gọi đến như thế này. Đó, được chưa? Thì chúng ta vẫn lấy ra được cái giá trị mà chúng ta cần thông qua cái phương thức kia. Được chưa các bạn? Được chưa? Thì method nó được dùng khi nào và nó có ý nghĩa như thế nào? Thì function ở trong method, ở trong view ấy, nó sinh ra để giải quyết những cái vấn đề liên quan đến những cái chức năng của cái phần mà các bạn xử lý. Đó. Và mỗi cái method này chúng ta sẽ có rất nhiều cách để sử dụng nó. Nếu các bạn muốn sử dụng method ở bên ngoài view thì các bạn sẽ dùng qua cái gì các bạn? Bình thường nếu các bạn muốn dùng một function ở trong JavaScript ấy, thì các bạn có thể dùng qua cái gì? Bên ngoài template thì các bạn sẽ dùng qua cái gì các bạn? Theo các bạn thì chúng ta sẽ sử dụng qua cái gì? Thì thông thường khi mà chúng ta gọi một function ở ngoài template thì các bạn có thể gọi trực tiếp
giống như biến đó, giống như biến này. Và cái thứ hai nữa là các bạn có thể sử dụng giống như cái gì, các bạn có thể sử dụng qua event. Tại sao anh gọi là event, qua event? Ví dụ ở đây anh có một cái button như thế này đó, được chưa? Anh sẽ viết một cái sự kiện click ở đây đó, và anh sẽ alert lên, trong đây anh sẽ gọi đến get website, giả sử như vậy thì anh sẽ bật lên được cái content như thế này. À, cái này nó không hiểu cái alert ở viết ở đây như thế này đó, nó không hiểu nữa. Thì ở đây khi anh click lên ở đây như thế này đó, thì chúng ta sẽ dùng như thế nào? Ví dụ như là website đây. Thì tại vì nó đang là return nên chúng ta click vào đây nó sẽ không có ý nghĩa. Chúng ta sẽ alert như thế này nữa, cho đến website thì các bạn sẽ nhìn thấy có một cái thông báo khi chúng ta click vào đây đó. Đó, ok chưa? Thì đây là cách để chúng ta sử dụng một cái function, một cái method của Vim thông qua template. Ở bên ngoài template thì chúng ta sẽ gọi trực tiếp, hoặc là các bạn sử dụng thông qua sự kiện, được chưa? Còn để sử dụng một function ở bên trong intern, có nghĩa là bên trong đây đó, thì chúng ta sẽ dùng như thế này. Ví dụ anh có một phương thức là get info đó, và chúng ta sẽ có một biến ví dụ như là info, và chúng ta sẽ khai báo info chấm, à, anh sẽ nói chuối ví dụ như là do website y chấm dịch trở đến website đó, được chưa các bạn? Đây, được chưa? Và sau đó chúng ta sẽ gì? Info trở đến chấm như thế này. À, sorry, anh nhầm sang PHP, sẽ là cộng đó, được chưa? Sau đó thì chúng ta sẽ trả về ở đây như thế này. Nếu mà trong đây chúng ta muốn gọi đến một method khác ở trong intern thì chúng ta vẫn dùng từ khóa list và gọi đến như thế này, get info như thế này. Mình sẽ return lên thì các bạn sẽ nhìn thấy chúng ta sẽ được kết quả như thế này. Website undefined, return this trở đến info này, this trở đến website, và đây chúng ta sẽ cộng chuỗi như thế này đó. Thì ở đây các bạn phải return cái gì? Các bạn sẽ phải return info trong hàm để trả về giá trị, thì các bạn phải return đó như thế này, được chưa các bạn? Ok chưa? Thì ở đây chúng ta sẽ hiển thị lên được cái nội dung như thế này đó. Được chưa? Chỗ này các bạn có hiểu không? Thì đây là cái cách để chúng ta sử dụng đối với method, cách gọi và cách sử dụng nó ở bên ngoài template. Rồi, tiếp tục chúng ta sẽ nói đến cái gì? Tiếp tục anh sẽ nói đến những cái cú pháp, cấu trúc điều khiển sử dụng ở bên ngoài template, những cái cú pháp liên quan đến xử lý dữ liệu ở bên ngoài template. Xử lý dữ liệu bên ngoài template nó là như thế nào? Thì khi mà các bạn làm việc với bất kỳ một ngôn ngữ nào, khi mà các bạn làm web ấy, với bất kỳ một ngôn ngữ nào, thì cái mục đích cuối cùng của các bạn đó là gì? Là các bạn xử lý cái chức năng đó để có thể hiển thị được data lên cho người dùng xem một cách chính xác nhất. Và cái thứ hai nữa là sắp xếp cái cấu trúc nội dung
ra bên ngoài một cách hợp lý nhất, khoa học nhất và sâu nó lên trên màn hình của một trang web. Thì đấy là chính là những công việc liên quan, những cái đó nó sẽ liên quan đến việc xử lý dữ liệu của các bạn để các bạn hiển thị nó lên, được chưa? Và trong View nó cung cấp cho chúng ta những cái phương thức, những cái cách để chúng ta có thể xử lý dữ liệu, được chưa các bạn? Đó, thì những cái đó nó như thế nào thì bây giờ anh sẽ giới thiệu cho các bạn. Thì về bản chất nó chính là những cái directive có sẵn. View nó sẽ cung cấp cho chúng ta danh sách những cái, View nó cung cấp cho chúng ta danh sách những directive có sẵn, directive của View đấy, được chưa bạn? Để xử lý dữ liệu ở bên ngoài View, xử lý dữ liệu bên ngoài template. Anh sẽ dùng hai từ đó cho nó đỡ bị lẫn vì đọc nó khá là giống nhau, được chưa? Ví dụ như cú pháp đầu tiên mà chúng ta phải kể đến, cú pháp mà chúng ta dùng từ trước đến giờ đây, nó chính là cái này, thì anh sẽ liệt kê lại thôi. Đây thì cú pháp này nó sẽ giúp cho chúng ta là in dữ liệu ra màn hình, được chưa các bạn? Đó thì cái giá trị cái dữ liệu của chúng ta in ra nó không nhất thiết là phải là một biến hay một một method, mà nó là một cái giá trị cố định như là một con số chẳng hạn, thì cũng không vấn đề gì cả. Ví dụ in ra một con số như thế này. Thì khi các bạn in ra một con số thì các bạn không cần phải bọc nó trong dấu nháy. Đó, được chưa? Được chưa các bạn? Hay là các bạn in ra là một chuỗi. Tất nhiên là khi các bạn bảo là in ra một số cố định như thế này thì không cần phải dùng cú pháp này, nó cũng hiểu đúng không? Tuy nhiên đây là ví dụ thôi. Đó, ví dụ anh để là học lập trình. Sân đó, giả sử như vậy thì chúng ta chạy nó lên thì các bạn sẽ thấy nó in ra được cái chuỗi như thế này. Đối với trường hợp là chuỗi, nếu các bạn không có dấu nháy thì chắc chắn để vào trong cú pháp này nó sẽ lỗi ngay đó, ok chưa? Và một khi đã lỗi là cả chương trình lỗi luôn đó, được chưa các bạn? Rồi, ok đó. Ngoài ra thì trong view nó cung cấp cho chúng ta những cái directive, thì anh sẽ cùng các bạn đi lần lượt tìm hiểu về từng cái directive một. Ví dụ cái đầu tiên mà anh muốn giới thiệu cho các bạn đó chính là về ít về sâu đó, các directive này đó là về sâu. Về sâu thì về sâu thông thường nó sẽ nhận vào một cái giá trị là boolean, được chưa? Và nó sẽ đi kiểm tra điều kiện đấy, kiểm tra điều kiện nếu mà đúng, đúng thì nó sẽ hiển thị content lên, còn trái lại thì nó sẽ ẩn đi. Đó, ok chưa? Anh sẽ chạy thử lên này để các bạn có thể nắm được này. Quay trở lại đây, giả sử ở đây chúng ta sẽ có một cái biến, ví dụ như anh để là display đó, ban đầu anh để nó bằng true, chỗ nào không hiểu các bạn hỏi luôn nhé. Ở bên ngoài này anh giả sử là anh có một cái thẻ div khác đó, bên trong này anh sẽ có một thẻ h3, ví dụ như là test về sâu in Java, in view này. Đó, được chưa? Đó, chúng ta chạy nó lên này thì chúng ta chưa dùng gì liên quan đến về sâu cả, directive về sâu, thì các bạn thấy mặc định nó sẽ hiển thị ở đây. Nếu mà anh để vào đây một cái cú pháp về sâu như thế này và anh truyền vào bằng display, có nghĩa là nếu cái giá trị display này là true thì nó sẽ hiển thị cái div này lên, trái lại nó sẽ ẩn đi. Đó, thì hiện tại các bạn thấy là nó đang hiển thị lên, được chưa? Trái lại, nếu ở đây anh thay nó bằng false này thì nó sẽ làm gì các bạn? Thì nó sẽ ẩn đi. Đó, về bản chất nó ẩn đi ở đây là nó display none thôi, các bạn nhìn thấy này. Nó display none, nó không hiển thị lên. Còn cái
nội dung của cái thẻ này về bản chất vẫn đang có ở trên trang này. Được chưa? Đó, thì đấy là ý nghĩa của hàm vi sâu. Còn đối với hàm tiếp theo mà anh muốn giới thiệu đó là hàm vx, thì vx vai trò của nó cũng giống như vi sâu. Đây, vx vào bên trong này nó sẽ là một cái giá trị bô lực. Anh cái gì đây là condition thì đúng hơn. Condition. Đó, trên này cũng vậy. Nó là điều kiện mà. Thì điều kiện thì sẽ luôn trả về giá trị đúng hoặc sai. Đó. Được chưa các bạn? Thì ẩn thì cái này nó chỉ khác một chút là kiểm tra nếu có thì hiển thị lên, còn nếu không có thì nó không phải là ẩn nữa mà nó là xóa đi. Nó khác các bạn nhé. Được chưa? Đó. Đây. Xóa đi. Thì anh lấy ví dụ như thế này. Ví dụ chúng ta sẽ có một cái là remove. Chúng ta có remove hay không? Đây, remove. Ban đầu anh để nó bằng true. Chúng ta cũng để là 2 đi. So. Đó. Ban đầu anh để làm sao? Anh có ví dụ thứ hai như thế này. Chúng ta sẽ sử dụng vx ở đây. Được chưa? Và chúng ta sẽ có một cái là vx in view. Đó, anh thay biến ở đây nó sẽ bằng install. Chạy nó lên. Đó, thì chúng ta sẽ có cái content cho vx ở trên này. Anh nhảy chui nhìn cho nó dễ. Đó, anh có content test cho vx. Khi mà anh sẽ chuyển cái biến ở trong if này thành for thì các bạn sẽ thấy là ngay lập tức cái giá trị của cái thẻ này, cái thẻ vx mà chúng ta đang dùng này, đây, nó sẽ mất đi, nó không nằm ở trên trang nữa nhé, mà nó sẽ mất luôn. Đây các bạn nhìn thấy, các bạn sẽ không thấy nữa. Đây, chỗ comment vx đã bị xóa này. Đó, thì đấy là ý nghĩa của thằng vx. Được chưa? Nó khác hoàn toàn với vi sâu đấy. Mặc dù là nếu mà nhìn mới nhìn vào thì chúng ta sẽ tưởng rằng nó giống nhau nhưng mà thực tế thì không phải các bạn nhé. Được chưa? Tiếp theo một khái niệm nữa về tách này. Anh sẽ nói về cái VHTML. Đây. Cái VHTML này là để chúng ta show ra một cái nội dung là HTML các bạn nhé. Ví dụ anh có một cái như thế này để các bạn có thể hiểu được. Sau này các bạn sẽ gặp nó ấy. Khi mà các bạn làm project các bạn sẽ gặp. Ví dụ anh có một cái biến content. Biến content của anh có một cái thẻ address như thế này. Đó, tức là cái nội dung của cái biến content này chứa code HTML. Google Connect giả sử như vậy. Và trong đây chúng ta sẽ có HTTP. Google. Giả sử như vậy. Khi mà chúng ta in cái giá trị này lên, giả sử chúng ta nói về HTML. Vào HTML này. Thì ở đây khi mà chúng ta in cái giá trị này lên này các bạn này. In giá trị content lên. Thì biến content của chúng ta nó đang chứa code HTML. Nên khi chúng ta in lên này thì các bạn sẽ nhìn thấy kết quả nó như thế này. Đó. Có nghĩa là gì? Nó sẽ disable cái thẻ HTML đang có ở trong biến content. Hiểu chưa các bạn? Và các bạn sẽ nhìn thấy là nó sẽ hiển thị đúng như những gì mà chúng ta code lên. Đó, nó sẽ không active được cái thẻ A này. Vậy làm thế nào để chúng ta có thể active được cái thẻ A này, có nghĩa là chạy cái thẻ A này giống như chúng ta code HTML vậy. Đó,
thì lúc này chúng ta sẽ nghĩ đến ngay hàm VHTML, được chưa các bạn? Thì hàm VHTML cách dùng của nó đơn giản như thế này. Đó, anh lấy ví dụ ở đây, chúng ta sẽ thay thế nó vào một trong cái thẻ div này. Đó, với cái VHTML của chúng ta nó sẽ bằng content. Thì ngay lập tức các bạn sẽ nhìn thấy cái nội dung được in lên trên này, nó là một cái thẻ A như thế này. Đó, và chúng ta hoàn toàn có thể liên kết nó giống như các bạn khai báo HTML vậy. Được chưa? Các bạn hiểu chưa? Đó. Đây chúng ta sẽ để là true. Đó. Được chưa các bạn? Thì đấy là ý nghĩa của hàm VHTML. Thì trước đây, cái này là anh nói thêm thôi nhé, các bạn có thể để ý một chút hoặc là không cũng được. Thì đối với thằng VHTML này này, trước đây ở view 2 nó đã có từng có một cái issue liên quan đến vấn đề bảo mật lỗi XSS, tức là nó đối với hàm VHTML này đã từng xảy ra cái lỗi bảo mật XSS. Đó, thì đấy là một cái lưu ý khi các bạn dùng với bản mới thì các bạn để ý nó một chút xem có vấn đề gì không, được chưa? Sau này sẽ là content. Đó, thì thằng này nó sẽ hiển thị nó sẽ là active thẻ HTML nằm trong content, được chưa các bạn? Thì cái này chỉ cần lưu ý một chút ý đến lỗi bảo mật XSS. Không biết là các bạn đã nghe đến lỗi này chưa? Nếu mà sau này các bạn đi phỏng vấn ấy, vô tình mà được hỏi là bạn có biết những bạn hãy kể tên những lỗi bảo mật web mà bạn biết, thì đây cũng là một trong những lỗi mà các bạn nên kể ra. Đó, được chưa? Ok chưa các bạn? Đó, thì tiếp theo anh sẽ giới thiệu một cái thuộc tính nữa liên quan đến cái directive, đó là chúng ta có thể sử dụng cái vmin attribute. Cái này là để làm gì? Để chúng ta quy định cái attribute cho một thẻ, được chưa? Ví dụ đây cụ thể là vmin id này. Đó, anh sẽ để là attribute name đi, em cho dễ, và đây sẽ bằng value. Thì chúng ta sẽ, cái này ý nghĩa của nó là set value cho attribute của thẻ. Thì cái attribute của thẻ nó là cái gì? Thì đối với một thẻ HTML bất kỳ nó đều có thành phần quan trọng, đó là tên thẻ và thuộc tính của thẻ. Ví dụ như cái thẻ A này chúng ta có thuộc tính là href này. Đó, được chưa? Đó, ví dụ ở đây anh sẽ để là ID number này bằng 1 chẳng hạn. Đó, bằng 1. Giả sử khi anh định nghĩa ở đây một cái nội dung, ví dụ như là set id number for this, giả sử như vậy, thì anh chỉ cần thay ở đây vmin 2.id bằng cái gì, thì nó sẽ bằng cái id number mà anh vừa set ở kia. Đó, ok chưa các bạn? Và khi chúng ta chạy lên này, thì lúc này các bạn kiểm tra này, cái element của chúng ta có ID là 1. Đó, được chưa? Khi các bạn thay đổi giá trị ở đây lên 100 chẳng hạn, thì nó cũng sẽ thay đổi lên 100. Đó. Thì các bạn sẽ thắc mắc một chút là mấy cái này thì dùng nó để làm cái gì? Tại sao không điền luôn là 100 cho nó lẹ, cho nó nhanh, đúng không? Mà cứ phải điền giá trị thông qua biến như thế này cho nó mất thời gian ra. Thì thực ra là sau này các bạn xử lý dữ liệu ấy, trong những tình huống thực tế các bạn sẽ gặp phải những cái này. Đó, thì lúc đấy các bạn sẽ biết. Ví dụ như các bạn muốn set, các bạn có một mảng giá trị, các bạn muốn for x nó ra, và muốn là mỗi cái div này các bạn sẽ có ID tương ứng bằng cái khóa của cái mảng đấy, thì các bạn sẽ phải dùng đến cái này. Ok chưa? Hoặc là các bạn set và sẽ echo ra. Đây, có thể là khai báo theo cách này nữa. Thì mỗi lần các bạn sẽ viết như thế này, thì nó cũng không khác gì cả. Đó, thì nó chỉ là về cách viết thôi, nhưng các bạn nên dùng bin thì nó khoa học hơn, hay hơn. Đây, thì chúng ta vẫn được cái bài toán như vậy. Đó, vẫn giải quyết được bài toán như vậy. E number. Đây,
Nó đang không in ra e number. Đây chúng ta có thể viết như thế này. Sorry các bạn. E number. ID 2 chấm. Kiểu như vậy. Đó, có hai cách viết nha các bạn. Được chưa? Hoặc là các bạn viết đầy đủ như thế này. VV. Đó. Ok. Nó mình có hiểu không? Đó, thì đấy là cái để chúng ta có thể set attribute, và chúng ta có thể set nhiều attribute nhé. Được chưa các bạn? Rồi, tiếp tục anh sẽ giới thiệu cho các bạn một cái nữa. Thì đối với những cái directive này thì chúng ta sẽ vận dụng nó khi mà chúng ta xử lý liên quan đến cái thuộc về màn hình. Được chưa? Đó, ví dụ anh có một cái button như thế này nữa. Anh muốn disable. Các bạn hoàn toàn có thể viết như thế này. Disable. Thì cái thuộc tính ở đây nó, nếu bằng chung thì ngay lập tức cái button này của chúng ta nó sẽ bị disable. Đây. Cái này nó, tên thuộc tính của nó đây các bạn nhìn bị disable này. Tên thuộc tính của nó thì nó giống như là những cái thuộc tính có sẵn của HTML rồi, nên là không quá khó để các bạn có thể nhớ được những cái thuộc tính này. Được chưa? Đó, thì đây là enable lên. Được chưa các bạn? Tiếp theo anh sẽ nói đến hàm V. Sẽ có V disable này, đối với button này. Chúng ta sẽ vmin disable, anh sẽ biết đầy đủ nhé. Còn sau này các bạn không muốn có vmin, các bạn chỉ cần hai chấm phía trước thôi. Đây nó sẽ một true. Chuyện này là vô lực. Đó, được chưa? Hay là chúng ta có vmin cho cái gì? Vmin cho href. Chúng ta sẽ có boolean ở đây. Đó, được chưa các bạn? Đơn giản như vậy. Thì các bạn cứ nghĩ ra những thuộc tính nào mà của HTML thường dùng thì nó sẽ hỗ trợ cho chúng ta làm cái việc đó. Ok chưa? Được chưa các bạn? Đó. Tiếp theo anh sẽ nói đến một cái quan trọng hơn rất nhiều, đó chính là V4. V4 thì chúng ta sẽ dùng như thế nào? Đây. Đây. Đó, thì for nó là một cái cú pháp để chúng ta có thể duyệt mảng ở bên ngoài view. Thì bên trong này nó sẽ là array. Và ở bên đây nó sẽ là cái item, lấy ra từng giá trị của cái array đó. Được chưa các bạn? Thì mục đích của cái phương thức này là để chúng ta duyệt mảng. Đó. Được chưa? Ví dụ quay trở lại đây. Đây, quay trở lại phần này. Anh giả sử anh có một cái danh sách như thế này. Ở đây anh sẽ có một cái danh sách. Sách student đi, chẳng hạn như vậy. Được chưa? Bên trong này chúng ta sẽ có UL, LI như thế này. Đó. Anh sẽ tạo ra một cái biến student. Chúng ta sẽ có một cái biến student, nó là một giá trị mảng. Được chưa bạn? Và trong mỗi student thì chúng ta sẽ có ID với những bằng 1, name của nó, ví dụ Nguyễn Văn A. Đó. Giờ chúng ta có 5 sinh viên đi. Đó. Thì sinh viên nó là giá trị mảng. Được chưa bạn? 2, 3, 4. Đây sẽ là 5. Được chưa? A, B, C, D, E, F chẳng hạn. B, C và E như thế này. Được chưa? Bây giờ anh muốn in danh sách sinh viên ra và nó nằm thành danh sách ở đây, thì chúng ta sẽ in như thế này. Chúng ta sẽ in nó vào đâu thì chúng ta sẽ đặt V4 ở đó.
Ví dụ đây biến sẽ là student. Cú pháp in mảng, cái này là kiến thức về JavaScript thuần thôi. Đó, chúng ta sẽ có mỗi lần in ra một student số ít như thế này. Được chưa? Và chúng ta sẽ in ra được username của nó. Username. Đó, ok chưa các bạn? Lúc này chúng ta chạy lên này. Thì các bạn sẽ lấy ra được danh sách sinh viên như thế này. Ok chưa cả lớp? Đó, thì đấy là cách chúng ta sử dụng cái vị. Rồi, tiếp theo liên quan đến form. Những cái directive liên quan đến form. Binding data. Binding way. Đó. Thì chúng ta sẽ có một cái giá trị, đó chính là V model. Đó. Cái này nó sẽ xử lý lấy dữ liệu, giúp cho chúng ta lấy dữ liệu của một input. Dữ liệu của input. Anh có ví dụ như thế này để các bạn có thể hiểu hơn. Anh sẽ tạo ra một ví dụ số 2. Exam2.html. Và ở ví dụ số 2 này anh sẽ có nội dung như sau. Đây, anh có nội dung như sau. Ví dụ anh có một cái form. Anh tạm thời anh xóa hết method đi. Anh chạy ví dụ số 2 lên. Đó, được chưa các bạn? Giả sử anh có một cái form. Đó, bên trong form này của anh, anh có một cái input. Đó, ví dụ như là do full name chẳng hạn. Đó, ok chưa các bạn? Được chưa? Đó, chúng ta chạy ra đây này. Thì chúng ta sẽ có một cái input như thế này. Để sai bằng 45. Và sử như vậy. Thì khi chúng ta muốn lấy ra giá trị của cái input này thì chúng ta sẽ sử dụng vModel, và cái input này anh để có tên biến là full name. Ban đầu nó sẽ ổn rỗng như thế này. Đó. Được chưa? Và anh sẽ đặt vModel đây như thế này. Bằng cái gì? Bằng cái biến full name. Đó. Được chưa? Tại sao nó lại gọi là two-way binding data, two-way binding data? Tại sao nó lại gọi như vậy? Tại vì ý là ở đây data của nó sẽ được binding theo hai chiều khác nhau. Hai chiều ở đây có nghĩa là gì? Một chiều là từ bên trong intern. Đó, cái bên full name này nó sẽ binding ra đây, có nghĩa là nó truyền giá trị từ bên trong này ra bên ngoài template. Và cái thứ hai nữa là nó sẽ truyền ngược lại từ bên ngoài vào bên trong. Ví dụ khi chúng ta truyền từ bên trong ra Nguyễn Văn A ở đây, chúng ta khai báo sẵn cái giá trị của biến full name đi, thì khi chúng ta chạy lên các bạn sẽ thấy Nguyễn Văn A ở đây. Được chưa? Đó, được chưa? Còn cách truyền từ bên ngoài thì sao? Truyền bên ngoài thì về bản chất khi mà nó truyền qua lại giữa bên trong và bên ngoài thì nó sẽ đi qua một thằng trung gian, nó gọi là Virtual DOM. Virtual DOM đi, chúng nó sẽ đi qua một thằng trung gian các bạn nhé. Virtual DOM
Đó, được chưa? Thì thằng vai tuổi đo này nó sẽ đóng vai trò là thằng trung gian lưu trữ giá trị từ bên ngoài, nó sẽ lưu vào trong cái thằng vai tuổi đo. Thằng vi tuổi đo này nó sẽ nhận giá trị đấy và sau này ở bên trong intern nó sẽ đọc từ thằng vai tuổi đo ra thì nó sẽ nhanh hơn rất nhiều. Đó, sau này anh sẽ có một cái sơ đồ anh vẽ cho các bạn hiểu hơn. Ok chưa? Thì nó, cái cơ chế của cái binding à, two-way binding data thì nó sẽ lưu trữ dữ liệu thông qua thằng vi tuổi đo như thế này. Được chưa? Còn về việc khi chúng ta thay đổi giá trị bên ngoài thì nó cũng sẽ làm thay đổi giá trị bên trong, tức là nó cũng sẽ tác động vào. Thì anh sẽ lấy ví dụ như thế này để các bạn có thể hiểu được. Giả sử ví dụ anh có một cái function method ở đây là data show data show full name. Được chưa? Và anh sẽ return zip cho đến full name như thế này. Được chưa? Và bên ngoài này anh có một cái input, có một cái span. Span này anh sẽ in ra cái giá trị của anh ở đây. Ví dụ anh đặt nó thành một cái biến khác. Ví dụ sẽ bằng cái gì? Sẽ bằng cái ban đầu bằng rỗng như thế này. Để sâu cho các bạn. Thì cái biến full name của chúng ta ban đầu nó bằng rỗng. Ok chưa các bạn? Thì mỗi lần chúng ta nhập giá trị vào cái input này thì anh sẽ sử dụng cái method là keypress. Thì chúng ta sẽ gọi đến hàm change fullname. Được chưa? Ở hàm change fullname này anh sẽ làm gì? Anh sẽ gọi đến zip.showfullname sẽ bằng cái gì? Bằng zip.fullname. Thì lúc này các bạn ngay lập tức các bạn sẽ thấy có sự thay đổi này. Khi mà chúng ta thay đổi Nguyễn Văn A ở đây thì các bạn sẽ thấy là ở bên ngoài show Nguyễn Văn A, nhưng khi chúng ta đổi thành Nguyễn Văn B thì nó sẽ phải show ra, được chưa? Hiện tại chúng ta chưa thấy nó gọi vào trong hàng trên fullname này. Đây, anh sẽ console log à, ở đây chúng ta chưa in ra, sorry các bạn. Đây, chúng ta sẽ phải in ra cái show fullname ở đây. Đó, có nghĩa là khi người dùng nhập vào input này nó sẽ gọi đến hàm này và hàm này nó sẽ lấy cái thay đổi của thằng fullname gán vào trong show fullname mà nó hiển thị lên như thế này. Đây, anh sẽ thử nhé. Nguyễn Văn B. Đó, thì ngay lập tức các bạn sẽ thấy ông Nguyễn Văn B được hiển thị ở đây. Được chưa? Đó, thì các bạn sẽ thấy dữ liệu của nó thay đổi qua lại hai chiều như vậy. Đó. Được chưa các bạn? Các bạn đã hiểu về cái này chưa? Rồi. Và những cái cú pháp này đây mà chúng ta vừa thấy thì đây là cách để chúng ta có thể sử dụng một event ở trong view. Thì bây giờ anh sẽ liệt kê ra những cái event mà chúng ta hay sử dụng ở trong view. Thì khi chúng ta sử dụng ở trong view event ở trong view thì chúng ta sẽ có hai cái cách dùng event trong view. Thì chúng ta có thể dùng cái gọi là shorthand. Shorthand thì chúng ta chỉ cần sử dụng dấu a cầm thôi. Được chưa các bạn? Đây. Thì các bạn ví dụ như là click này thì các bạn chỉ cần dùng như thế này thôi. Đó, thì sẽ bắt dùng qua dấu a cầm như thế này. Đó, ví dụ chúng ta có a cầm click chẳng hạn như vậy. Hoặc là các bạn viết đầy đủ là v on hai chấm click như thế này cũng không sao. Đó, được chưa? Đây là hai cách chúng ta sử dụng event. Thì trong JavaScript nó cũng hỗ trợ cho chúng ta đầy đủ tất cả các event giống như trong
À, trong view chứ, nó hỗ trợ cho chúng ta đầy đủ tất cả các event giống như trong JavaScript thôi. Như là các bạn nhìn thấy chain này hay là keyfret này. Anh thay đổi ở đây. Cái này thì anh đi nhanh được. Keyfret như thế này. Đó. Chạy ra đây. Đây, ví dụ anh để đây này, Nguyễn Văn B. Đó, được chưa? Thì chúng ta sẽ hiển thị ra lên như vậy. Ok chưa? Hay là lập trình xong đây. Đó, được chưa các bạn? Thì các bạn hiển thị ra lên như vậy. Nó sẽ hiển thị được lên như vậy. Ok chưa? Đó, thì đấy là những cái liên quan đến event. Thì anh sẽ không đi vào quá chi tiết nữa. Các bạn có danh sách các event list thì các bạn có ví dụ như là click này, các bạn có chain này, các bạn có keypress này, đó, double click này, click, đó, được chưa? Thì các bạn có thể chủ động tìm hiểu thêm nữa, nó rất rất nhiều những event khác nữa mà các bạn có thể sử dụng. Ok chưa? Đó, thì đấy là những cái liên quan đến template và intent. Được chưa các bạn? Ngoài ra khi chúng ta làm việc với template ấy, thì nó sẽ có một cái liên quan đến gọi là style, chính là CSS ấy. Thì trong ở trong view nó cũng hỗ trợ cho chúng ta giải quyết những cái vấn đề đó. Thì anh sẽ giới thiệu cho các bạn một vài cái đơn giản thôi. Thì style thì cũng chúng ta có thể style trực tiếp thông qua thuộc tính style của thẻ, hoặc là chúng ta có thể style thông qua class. Ok chưa? Ví dụ anh có một ví dụ như thế này về class thì để các bạn có thể hiểu này. Đây. Mấy cái này thì anh sẽ giới thiệu nhanh thôi. Nó chỉ focus vào hai cái này thôi, style và class. Đầu tiên là về class đi, anh sẽ có ví dụ số 3 đi, cho nó dễ. example3.html chúng ta sẽ có html 5 như thế này. Đó, đây chúng ta sẽ nói về style và class in view, được chưa các bạn? Anh sẽ lấy ở bên này sang, nhúng view bên này sang. Được chưa? Bây giờ chúng ta sẽ chạy cái trang số 3 lên. Đó. Được chưa? Thì ở đây chúng ta chưa khai báo cái thẻ div là app nên nó đang báo. Thì chúng ta nên có một cái ID là app như thế này. Được chưa? Và trong này chúng ta cũng sẽ có một cái container như thế này. Đó, ok chưa? Thì chúng ta chạy lên. Ví dụ anh có một cái thuộc, anh có định nghĩa CSS như thế này, style. Nếu cái có class là active thì anh sẽ để color là red. Như vậy, được chưa các bạn? Giả sử ở trong này anh có một cái thẻ H3 tại sản tech.vn. Giả sử như vậy. Đó, được chưa? Giả sử anh có một cái H3 như thế này và anh định nghĩa ra một cái ở đây ví dụ như là eActive. Nếu anh để bằng true như thế này hay bằng false thì khi chúng ta sẽ sử dụng cái V class để chúng ta quy định cái class active cho thẻ H3 này thì nó giống như ở đây thôi, không khác gì cả. Anh sẽ làm giống như ở đây thôi, được chưa? Thì các bạn có thể viết như thế này, các bạn hoàn toàn có thể sử dụng cái class như thế này. Đó. Thì ở đây anh sẽ định nghĩa nó như thế này, thì class nó là một cái thuộc tính của thẻ H3 này. Đó, được chưa các bạn? Và bên trong này thì nó là một cái object. Object này nó sẽ có key là active
Và cái giá trị truyền vào của chúng ta là y active như thế này. Khi chúng ta chạy lên, khi chúng ta chạy cái này lên thì các bạn sẽ thấy là cái thẻ H3 chúng ta không có lỗi gì nhé. Và thẻ H3 này của chúng ta đang chưa có class là active. Nó nếu chúng ta thay đổi đây thành chủ thì ngay lập tức nó sẽ nhận cái class kia. Đó. Đây. Đó, và khi nhận class là active thì nghiễm nhiên nó sẽ có màu đỏ rồi. Bởi vì sao? Bởi vì là cái view này của chúng ta nó đang cái thẻ này của chúng ta đang được định nghĩa CSS ở trên có màu đỏ, được chưa? Và chúng ta hoàn toàn có thể định nghĩa ra thêm được nhiều class cho một thẻ thông qua cái cách sử dụng class như thế này. Ví dụ anh để thêm một cái ví dụ như là eBlue. Có màu blue hay không? Thì ở trong đây nó là một object nên chúng ta hoàn toàn có thể quy định như thế này. eBlue. Đó, nếu cái eBlue này là true thì nó sẽ thêm được cái class đó. Còn nếu không thì nó sẽ không thêm. Giả sử đây chúng ta chuyển thành true thì ngay lập tức lúc này cái thẻ H3 này của chúng ta sẽ có hai class. Đó, các bạn thấy chưa? Thì anh hy vọng là các bạn sẽ hiểu được cái cách mà chúng ta binding cái class của thằng view nó như thế nào. Thì nó sẽ dùng như thế này. Được chưa các bạn? Đó, ok chưa? Thì tương tự đối với style nó cũng như vậy. Đối với style, thay vì các bạn quy định class thì các bạn sẽ quy định style ở đây. Ví dụ ở đây các bạn có quy định style là font size bằng 12 pixel chẳng hạn, rồi là color bằng cái gì đó, kiểu kiểu như vậy, thì nó không khác gì cả. Ví dụ anh có một cái thẻ trong đây là H4 chẳng hạn như vậy đó, và anh quy định style là gì thì nó cũng là một cái object ở đây như thế này các bạn ạ. Và ví dụ anh để là font color đi. Color. Và trong cái color này của chúng ta anh để ví dụ như là red. Đó. Red. Color. Giả sử như vậy. Thì nếu cái red color này của chúng ta có màu gì thì nó sẽ hiển thị lên màu đó. Ví dụ anh để là red đi. Đó, được chưa? Ví dụ anh để đây là something chấm .vn như thế này. Chúng ta chạy lên thì chúng ta sẽ nhận được cái kia có màu đỏ như thế này, được chưa các bạn? Đó, hoặc là nếu mà anh thay đổi thành orange thì nó cũng sẽ nhận thêm một cái màu orange. Thì về bản chất là chúng ta đang đi khai báo thuộc tính CSS cho cái thẻ H4 này, nhưng các giá trị của từng thuộc tính CSS nó phụ thuộc vào giá trị của các biến nằm ở trong data, được chưa? Ví dụ anh để là border. Đó, ví dụ anh sẽ để là set border value đi. Value. Đó, thì ở bên ngoài này chúng ta sẽ có border value cho nó. Ví dụ anh để là 2 pixel solid và nó có một cái màu ví dụ như là F6. F6, 6, 9 chẳng hạn như vậy. Để một cái màu như thế này thì ngay lập tức cái thẻ H4 của chúng ta sẽ nhận hai thuộc tính CSS. Đây, các bạn có thể nhìn thấy đây, color là orange và border là như thế này. Đó, được chưa? Thì đây là cách để chúng ta có thể sử dụng class và binding và style ở trong view. Ok chưa các bạn? Đó, thì các bạn có thêm một cái nhìn nữa về cách để chúng ta có thể thay đổi cái format data cho cái phần hiển thị của template. Ok chưa? Rồi. Tiếp theo một khái niệm quan trọng nữa mà anh muốn giới thiệu cho các bạn ở trong cái phần này, nó chính là component. Đó, component nó là cái cực kỳ quan trọng và nó sẽ là cái mà xuyên suốt trong quá trình mà chúng ta học về view và chúng ta làm project với view. Được chưa? Thì component về bản chất của nó là gì? Và mục đích của nó để làm gì? Thì component về bản chất của nó cũng là một cái view. Nó là một cái block. Thì các bạn hình dung là trên một trang ấy. Trên một trang thì các bạn có rất nhiều phần. Ví dụ các bạn có phần menu top như thế này. Sau đó các bạn có phần left bên trái này. Đó.
Sau đó các bạn lại có một phần ở bên phải nữa như thế này. Đó, được chưa? Hoặc là các bạn có một cái phần footer ở bên dưới như thế này. Đó. Ok chưa các bạn? Thế giả sử trên trang của các bạn ở mỗi phần các bạn sẽ có một cái gọi là cái block về tin tức chẳng hạn. Thì cái block tin tức các bạn muốn nó xuất hiện ở bên trái, ở bên phải và ở bên dưới. Thì có nghĩa là cái block tin tức đấy nó đang được sử dụng lại ở ba chỗ. Được chưa? Thế lúc này làm thế nào để chúng ta có thể tái sử dụng lại được cái phần block tin tức đấy? Thì chúng ta sẽ nghĩ đến khái niệm component. Được chưa các bạn? Thì về bản chất component nó giống như là gì? Nó giống như là một cái instance thu nhỏ của view. Được chưa? Các thành phần cấu trúc ở bên trong component thì nó giống như một instance. Đó. Cụ thể nó như thế nào thì anh sẽ giới thiệu cho các bạn bây giờ. Component trong view. Trong view. Đó. Anh sẽ nói đến cái này. Thế trước khi đến với component thì chúng ta sẽ phải học được cách tạo nó để tìm hiểu, để làm việc được với component. Thì việc đầu tiên chúng ta sẽ phải tạo nó. Tạo nó như thế nào thì anh có một cái ví dụ số 4. Đó. Chúng ta sẽ có một ví dụ số 4 như thế này. Được chưa? Và ở đây anh sẽ lấy ai ở trên này sang. Đó. Ok chưa các bạn? Anh sẽ bỏ cái style này đi. Rồi. Và lúc này chúng ta sẽ nói đến component. Chúng ta sẽ có cái container. Anh sẽ bỏ đi như thế này. Được chưa? Cũng tạm thời bỏ data đi, chưa có gì cả. Bỏ hết đi. Ok chưa các bạn? Thế làm thế nào để chúng ta có thể định nghĩa ra được một component ở trong view? Thì view nó có một cái khái niệm giúp cho chúng ta định nghĩa cái việc đó. Đó là chúng ta sử dụng view.component như thế này. Component như thế này. Và một component khi chúng ta tạo nó sẽ có hai thành phần, đó là component name. Ví dụ anh để là menu như thế này. Đó, được chưa? Và thành phần thứ hai nó là một cái object. Được chưa các bạn? Và trong object của component nó sẽ có cái gì đối với bên trong component? Component thì nó không khác gì một cái instance view thu nhỏ. Nó là cái gì các bạn? Thì bên trong component nó sẽ có template, chính là cái để hiển thị lên phần view đấy, hiển thị cho người dùng nhìn được, nhìn thấy. Được chưa các bạn? Cái thứ hai nữa là gì? Cái thứ hai nữa là gì các bạn? Cái thứ hai nữa đó chính là những cái concept mà một intern có thì ở bên trong component nó cũng sẽ có hết. Ví dụ như data, ví dụ như method, đó. Ví dụ như những cái liên quan đến prop, anh sẽ nói sau, anh cứ đưa vào. Cũng có watcher, chưa giới thiệu watcher. Và cũng có cái gì nữa, computer. Đó các bạn. Tuy nhiên bây giờ chúng ta sẽ tìm hiểu về hai cái này trước. Đó, được chưa? Chúng ta sẽ tìm hiểu về hai cái này trước. Thì template của component nó được định nghĩa như thế nào? Thì template nó được định nghĩa ở bên trong này. Bên trong component thì chúng ta sẽ định nghĩa template như thế này. Ví dụ anh để ở đây edit như thế này. Và đây chúng ta sẽ có cái gì? Thì chúng ta sẽ có nội dung ở đây. Ví dụ anh để là sẽ là menu. Đó, chúng ta sẽ để như thế này. Được chưa các bạn? Ok chưa? Đó, thì đây là cách định nghĩa. Thì làm thế nào để chúng ta có thể sử dụng được một component? Tức là cách để chúng ta có thể tạo ra được component ấy. Thì làm sao để chúng làm thế nào để chúng ta có thể sử dụng được một cái component? Thì chúng ta sẽ sử dụng nó bằng cách là khai báo nó giống như một cái tên thẻ HTML. Đây. Thì sau khi mà chúng ta đăng ký component rồi thì chúng ta chỉ cần
gọi đến tên component như một thẻ HTML, đó chính là menu ở đây như thế này đó. Và khi chúng ta chạy lên, chạy cái trang số 4 lên, chúng ta đang có một lỗi component enot function, có lẽ là anh đang dùng bị sai gì đó ở đây. À sorry, nó sẽ là sorry không bao. Đây, toàn bộ cái tất nhiên anh sẽ tạo ra một cái constant khai báo nó, đây sẽ là app, và chúng ta sẽ định nghĩa cái component app ở đây như thế này. Đây, cuối cùng thì chúng ta sẽ mount it. Anh sẽ mount it cái app này của chúng ta. Được chưa? Đó, anh chạy nó lên. Chấm component. Anh đang bị sai cái gì đó. App.component mà thay rồi. Đây, cái biến app kia nó sẽ như thế này. Được chưa các bạn? Đó, thì chúng ta sẽ từ app component thì chúng ta sẽ add cái công từ app intern, chúng ta sẽ add component vào và chúng ta sẽ show nó lên như thế này. Được chưa? Đây. Được chưa các bạn? Thì ở trong đây chúng ta thấy là nó đang báo một cái lỗi template này, menu này, menu của chúng ta, component là tên là menu, phần template đang có nội dung như thế này, nhưng chúng ta hiện tại đang chưa thấy nó hiển thị lên, và nó đang báo một cái lỗi là cannot build in HTML ở trong component ID menu. Đó, thì nó đang báo như vậy. Anh sẽ xem vì sao nó lại không được. Thì ở đây chúng ta xem này, về cú pháp các thứ thì chúng ta đang dùng ok rồi. Tuy nhiên nội dung ở bên trong chính là cái template, template của component, thì hiện tại của anh nó có bị sai gì hay không. Đây, anh sẽ xem này. Không có vấn đề gì. Chạy lên trước đã. Đây, nó phải show được cái nội dung bên thì mới đúng. Nó không thể refer được HTML element in component ID. Anh đang bị sai cái gì rồi? Không, cái này không liên quan đến việc export nhé. Khi các bạn dùng file đơn thuần thì chúng ta mới cần export. Ở trong view 2 thì nó đơn giản lắm. View 3 nó cũng không khác gì, nó chỉ thêm khác về cái cách khởi tạo này thôi. Nhưng anh đang thấy là nó chưa được. Deep này. Rồi, anh hiểu rồi. Nó đang bị sai về, anh đoán là như vậy. Nó đang bị sai khi chúng ta không đóng thẻ. À, cũng không phải. Deep H2 component, component menu. Đây. Và chúng ta có cái gì nữa? Anh sẽ xem lại cái document ở đây. My menu xem nào. Cho nó đỡ bị trùng tên với HTML. Đó, thì đấy là vấn đề các bạn ạ. Có thể là nó bị trùng với thẻ của HTML. HTML 5 nó có thẻ menu nhỉ? Cũng không nhớ chính xác nữa. Thì hiện tại là chúng ta đang bị trùng tên như vậy, thì chúng ta sẽ khai báo như thế này. Đó, được chưa? Ví dụ anh để là test đi, thì nó trùng không, nếu không phải thì
lý do nó là chúng ta phải khai báo tên component có hai prefix, có hai cái name. Đúng là bị trùng tên các bạn. Chúng ta bị trùng tên rồi, anh sẽ để là my menu. Đó, được chưa? Thế trong my menu, trong cái component này thì chúng ta sẽ có dữ liệu như thế này. Được chưa? Và sau này các bạn muốn sử dụng cái menu này ở nhiều chỗ khác nhau thì các bạn chỉ cần copy nó đi thôi. Hiểu ý nghĩa của component chưa? Thì nó sẽ tái sử dụng. Đó, chúng ta sẽ tái sử dụng được cái component của chúng ta. Được chưa các bạn? Và đồng thời là gì? Ở bên trong component này chúng ta sẽ xử lý dữ liệu theo cái cách riêng của chúng ta. À, theo cái đặc thù của từng component. Đó, ví dụ ở bên trong này chúng ta có cũng có data. Đây, chúng ta cũng có data nha các bạn. Trong component chúng ta cũng có data, ví dụ anh có biến menu như thế này. Một mảng giả sử như vậy. Bên trong này anh sẽ có các giá trị như là name sẽ là homepage này. Đó, được chưa? ID sẽ bằng 1 này. Mình khai báo ra để các bạn có thể hiểu đã. Bằng 1 như thế này. Ok chưa? Đó. Rồi chúng ta có ID bằng 2 thì nó sẽ là about. ID bằng 3 thì nó sẽ là gì? Service chẳng hạn như vậy. Bằng 4 sẽ là product. Và bằng 5 thì nó sẽ là contact chẳng hạn như vậy. Ok chưa? Và cái trong cái list menu này anh muốn hiển thị ra danh sách menu. Anh sẽ khai báo UL ở đây. Như thế này. Được chưa? Và chúng ta sẽ có LI. Đó. Anh sẽ dùng V4 ở đây, cái mà chúng ta vừa làm quen với nó đấy. Thì ở đây anh sẽ có menu, có S. Và mỗi lần chúng ta sẽ duyệt ra được một cái menu. Đấy, như thế này. Được chưa? Và anh sẽ in nó ra với cái menu là name. Đó. Ok chưa các bạn? Khi chúng ta chạy lên thì các bạn sẽ ngay lập tức thấy là ở tất cả những chỗ mà chúng ta sử dụng cái component này, nó sẽ in ra cho chúng ta danh sách các menu. Ok chưa? Thì một số bạn sẽ đặt câu hỏi là à, vậy thì nếu mà nó in ra danh sách menu mà nó cố định như thế này thì nó chỉ phù hợp cho những chỗ mà chúng ta sử dụng cái danh sách menu giống nhau thôi, có nghĩa là cái format này của chúng ta giống nhau ở mọi chỗ. Nhưng vậy thì như thế thì nó sẽ không được gọi là gì nhỉ? Nó không được flexible, đúng không? Nó không được dynamic. Bởi vì sao? Nó cứ cố định như thế này thì nó cũng không hay, nó không có ý nghĩa nhiều. Đó. Vậy có cách nào chúng ta chỉ viết một lần như thế này và từ lần sau trở đi thì chúng ta sẽ không khi chúng ta dùng lại những menu này nhưng cái dữ liệu nó là những cái mà chúng ta do chúng ta truyền vào chứ không phải là như thế này. Đó. Tức là dữ liệu của từng cái chỗ mà chúng ta sử dụng lại cái menu này. Đó, danh sách nó sẽ khác đi chứ nó không giống nhau hết như thế này. Thì một câu hỏi đặt ra như vậy, có cách nào để làm được cái việc đó không? Thì xin thưa là có. Đó, thì lúc này chúng ta sẽ sử dụng một cái khái niệm đó là prop. Chính là prop ở trong component. Trong component thì chúng ta sẽ dùng nó như thế này. Thì ở trong component menu này chúng ta muốn sử dụng prop thì chúng ta sẽ khai báo một cái giá trị prop ở bên trong này như thế này. Đây. Prop. Được chưa? Đó. Và trong này chúng ta sẽ có prop, ví dụ anh sẽ để là prop menu. Đó. Được chưa? Hoặc là anh sẽ để tên là menu prop. Đó. Ok chưa các bạn? Và chúng ta sẽ truyền nó vào như thế nào? Thì thay vì chúng ta sẽ khai báo prop vào trong đây, trong component menu này. Được chưa? Được chưa các bạn? Thì thay vì cái menu này chúng ta hiển thị nó như thế này thì chúng ta sẽ zip trỏ đến prop menu. Có
Có nghĩa là chúng ta sẽ lấy được cái giá trị menu từ bên ngoài. Được chưa? Đây, anh sẽ copy lại cái này. Chúng ta sẽ lấy được giá trị menu của người dùng truyền từ bên ngoài. Đó, anh lấy ví dụ ở bên ngoài này chúng ta sẽ có biến data là menu one chẳng hạn. Thì menu one có giá trị như thế này. Ok chưa? Khi chúng ta gọi đến cái thẻ menu này chúng ta sẽ truyền vào cái gì? Chúng ta sẽ truyền vào cái menu prop như thế này. Đây, thì chúng ta sẽ là menu prop như thế này. Đó, và chúng ta sẽ truyền giá trị vào là menu one. Đó, ok chưa các bạn? Menu one. Tương tự ở đây chúng ta cũng ở lần dùng thứ hai của cái component menu này, chúng ta truyền vào menu to. Đó, được chưa? Ok chưa các bạn? Menu to. Đó, và chúng ta in nó lên. Ví dụ anh để đây là PHP này, Laravel này, Vue này, Angular này, React, VS. Đó, được chưa? Lúc này chúng ta chạy lên xem nó có nhận được cái giá trị prop không. Menu prop này. À, ở đây chúng ta sẽ phải đổi thành true. Đó, thì vẫn cùng một cái component, vẫn cùng cái logic xử lý như vậy, nhưng giá trị truyền vào khác nhau thì nó sẽ khác nhau. Đó, được chưa các bạn? Thì các bạn hình dung nó đơn giản như thế này. Thì khi mà chúng ta sử dụng component có tham số, à có truyền prop, thì nó giống như là các bạn sử dụng hàm có truyền tham số vào ấy. Các bạn có hiểu không? Nó giống như là các bạn sử dụng hàm mà có truyền tham số vào, và mọi thứ xử lý ở bên trong này thì chúng ta sẽ không cần phải thay đổi gì nữa, thì nó sẽ hiển thị lên như thế này. Được chưa các bạn? Ok chưa? Rồi. Đó. Giải lao 5 phút nhé.